Trước á là trước khi mà đi làm văn phòng á thì Ngọc có hát ở phòng trà. Thì hát toàn bài buồn không, mà trong khi đó mà đi lên sân khấu là hát bài buồn nha, nhưng mà bước xuống một cái là vui Và như dẫn tới như nóc đúng luôn. rồi, dẫn tới nóc luôn. Nhưng mà nhiều khi hát bài buồn người ta tưởng là mình thảm khóc thảm thương lắm, người ta viết thư lên người ta nói là bạn ơi đừng có buồn nữa, ở cái gì rồi cũng sẽ qua thôi, tại vì cái giọng hát của mình đó là nó lại buồn, nhưng mà bình thường thì mình vui vẻ Ủa đó. tức ghê đó, tự nhiên đang vui cái lên đó bạn ơi đừng buồn, không không thật sự là tôi không có buồn, tôi không có buồn mà người ta bắt mình phải buồn. Rồi còn khuyết điểm bật mí là nhà gái ngày hôm nay xinh dữ lắm nha mọi người. Rồi bây giờ để cho cái bầu không khí của chúng ta thêm phần sôi động hơn, mời bạn nữ mình hát một bài được không, được không nè? Dạ được. Ngỡ mình thích bài gì mình hát rồi, mình hát một đoạn nghe chơi nè. Rồi à, em hát nha. Đừng buồn anh hãy khi lỡ nói yêu em rồi, bận lòng chi nữa hai anh xin hãy quên em đi, giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ mỗi em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Ôi, rất là ngọt ngào nha. Bình thường mình hát mấy bài chậm chậm vậy thôi hả? Có bao giờ hát cái bài nào mà tiết tấu nhanh hơn không? Dạ không, em thích mấy bài chậm chậm như vậy. Ừ, vậy đó cũng là phản ánh một phần tính cách của mình đó. Rồi, bây giờ mời bạn giới thiệu về bản thân của mình nè. À, dạ em chào chị Thanh, em chào các anh chị. Em tên là Bảo Ngọc, hiện tại thì đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm nghề gì? À, hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Wow. Rồi, xin mời bạn ra mình giới thiệu về bản thân mình ha. Xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là tên là Đức, sinh năm 92 và em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là quận Thủ Đức, và em dạy toán trung học phổ thông. Dạy toán mình giảng bài nhiều lắm hay sao mà hôm nay giọng mình khàn rồi? Em uống nước đá hơi nhiều, giọng cũng cũng một phần đi dạy nói hơi nhiều. Mình dạy cho lớp mấy ha? Dạ em thì dạy cấp 3 và cấp 2 luôn chị. Ồ, gặp là fan mình đông lắm. Dạ. Học trò nhiều là fan đông lắm. Dạ. Rồi xin mời anh giới thiệu về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình. Yếu là đôi lúc mình nóng tính quá hay là cầu toàn quá, kể cả tâm lý lẫn kiến thức chuyên môn, hai cái nó thật là vững vàng. Ví dụ như học sinh bây giờ là nó khác hồi xưa, đúng và rồi. Chị và em rất là nhiều này, tác động của mạng xã hội rất là nhiều. Ừ. Cho nên là cũng phải kiên trì dữ lắm. À, thực ra cũng phải bản lĩnh một xíu nhưng mà phải mềm một xíu chứ, đừng có cứng quá thì nó cương phải nhu đúng lúc. À, đúng rồi chị. À, dạ, đúng rồi đúng dạ. rồi rồi còn Ngọc thì sao, mình ưu điểm và khuyết điểm của mình như thế nào? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ. Vui vẻ. Vui vẻ nhưng mà lúc nào cũng hát bài buồn. Ha, tôi thấy nhiều người vậy lắm luôn á. Kiểu như nghe hát nhạc một cái tưởng là trong vấn đề cuộc sống mình có nhiều cái đúng không? Thật ra rất vui nha. Đúng rồi. Rất vui. Lúc trước á là trước khi mà đi làm văn phòng á thì Ngọc có hát ở phòng trà. Thì hát toàn bài buồn không, mà trong khi đó mà đi lên sân khấu là hát bài buồn nha, nhưng mà bước xuống một cái là vui Và dẫn tới nóc đúng luôn. rồi, dẫn tới nóc luôn. Nhưng mà nhiều khi hát bài buồn người ta tưởng là mình thảm khóc thảm thương lắm, người ta viết thư lên người ta nói là bạn ơi đừng có buồn nữa, ở cái gì rồi cũng sẽ qua thôi, tại vì cái giọng hát của mình đó là nó lại buồn, nhưng mà bình thường thì mình vui vẻ. Ủa tức ghê đó, tự nhiên đang vui cái lên đó bạn ơi đừng buồn, không không thật sự là tôi không có buồn, tôi không có buồn mà người ta bắt mình phải buồn. Rồi còn khuyết điểm thì sao? Khuyết điểm thì chưa suy nghĩ quyết điểm đó. Ví dụ như là có làm biếng không? Có làm biếng không? Không, ăn Ngọc, ngủ Ngọc không? Siêng, Ngọc siêng, Ngọc không có ăn rất ngủ. Siêng. Vậy là mình không có khuyết điểm luôn. Có, ai cũng có khuyết điểm đó. Vậy đó, phải moi ra, phải có một cái bà ơi, chứ làm sao mà không có được. Rồi khuyết điểm mà là hay đi kiếm người yêu là hơi bị cao quá, Ngọc tới 1m71 lận. Ngọc cao 1m71 đúng rồi, 1m71. Em hơi thấp. Chỉ có 1m67 thôi. Rồi, cho nên là phải tìm một người. Ví dụ như giờ không cao về chiều cao hơn đi, nhưng mà cao học thức hơn cũng được vậy bà. Đúng, hợp lý. Đúng rồi, người ta giỏi hơn mình, cái đầu người ta giỏi hơn mình là mình cũng mắc như người khác chứ đúng không? Đúng đúng. Không biết là tiêu chuẩn về bạn gái của mình là người như thế nào ha? Bình thường hả chị? Quan trọng là cái tính cách, có nhiều điểm chung với mình là chị dễ nói chuyện, không có cái mẫu nào khi mà mình để hợp rồi thì những cái tiêu chí kia nó không trở thành một cái vấn đề lớn nữa. Nhắc về tìm kiếm thì em nghe đồn nha, nghe đồn lúc mà gửi hồ sơ về chương trình anh đưa ra một loạt tuổi không có hợp chứ, với anh như là 1990, 94, 96, 98, 2002, 2003, 1989, 1988, làm ekip của chương trình kiếm rất là vất vả, lý do vì sao vậy ạ? Em phải moi bằng được, anh đừng trốn em dí tới cùng luôn, em kèm 1-1 luôn á. Vì em từng tiếp xúc với cái tuổi đó nó không hợp. Mình tiếp xúc một loạt vậy luôn. Không phải, cũng vài tuổi, đặc biệt là 95 á. Đặc biệt là 95, không hả? Nhưng mà mình mỗi từng cách khó giải được. À, khó giải có được gì, hết. Không có gì mà không làm được cả. Chấp nhận khó giải thôi. Nhưng mà lý do vì sao, những cái tuổi đó tại sao lại không hợp? Thì thầy bói nói vậy thì em tin vậy thôi. Thầy bói nói vậy. Thầy bói nói vậy thì em tin vậy thôi.
hơi nhiều tuổi hơn. Cái sự nhúng vào lơi lơi một cái mối quan hệ nào với những cái tuổi đó chưa mà mình vội vàng kết luận như vậy. Có nghĩa là giờ mình đi trong môi trường tập thể mà tiếp xúc với họ cảm giác như nó không có nhiều cái sự tương tác điểm chung. Không nghe thú vị đó nha. Anh sinh năm 92, bạn nữ sinh năm 97, em nghĩ là hợp mà. 97 là em nghĩ là hợp. 97 là bạn thủy ha. Thủy. Thân tí thì là hợp. Ừ. Cái gì mà em quên mất rồi. Lên trên đây. Là mình có nghiên cứu dữ chưa? Em nghiên cứu chưa? Cũng đúng chứ hỏi chị, đâu có nghiên cứu nhiều đâu. Rồi, bây giờ hỏi về tới bạn nữ nè, không biết là cái tiêu chuẩn về một người yêu của mình là người như thế nào? Về tính cách đi. Tính cách hả? Ừ. Chắc là em thích bạn đó vui vẻ. Vui vẻ. Hoạt bát một xíu. Hoạt bát. Cũng có thể là bạn đó thông minh nha. Em rất là thích con trai thông minh. Thông minh cũng là một loại sexy. Đúng rồi. Đó mà bạn cũng có thể làm sáng tỏ mọi chuyện ra, bất cứ một cái gì trên đời cũng có thể cho mình một cái đáp án. Trời ơi, thích dữ lắm. Rồi bây giờ hỏi một xíu về quá khứ đi. Về cái tình trường của mình trải qua bao nhiêu mối tình? Em một mối tình. Một mối tình, lý do vì sao chia tay nè? Thì mối tình này cũng lâu rồi, cấp 3. Cấp 3, trời ơi bà. Đúng rồi, cấp 3. Là lâu lắm luôn rồi đó. Đúng rồi. Cái đó gọi là mối tình đúng không ta? Gọi là mối tình. Rồi. Quen cũng khá là lâu á. Thì chơi chung nhóm bạn. Thì nhóm bạn đó có 3 người. Là em, người yêu em, một bạn nữ nữa. Rồi. Thì tụi em đóng vai như là family với nhau, gia đình với nhau vậy thôi. Là em với bạn trai em á là ba với mẹ của một bạn nữ đó. Bạn nữ đó kêu em là mẹ, kêu bạn nam kia là ba. Rồi thì cái chuyện vô tình mình với bạn kia là ba mẹ luôn. Đúng rồi, là ba mẹ. Rồi sau khi mà thi đại học xong á thì em bị stress. Tại vì ba mẹ em kỳ vọng rất là nhiều ở em, kỳ vọng rất là nhiều ở em nên em bị stress và em nhập viện. Trong cái thời gian nhập viện đó thì bạn rất là ít khi mà hỏi thăm em. Khi mà tới thăm em là hồi hộp lắm, không quan tâm tới sức khỏe của em nhiều. Cho tới khi mà em xuất viện thì em với bạn chia tay. Hai đứa nói với nhau là không còn cảm xúc với nhau này nọ nữa. Rồi sau đó em mới phát hiện là trên Facebook á, cái bạn nữ kia quen bạn nam em. Bạn nữ mà kêu bằng mẹ. Đúng rồi, bạn nữ kêu bằng mẹ quen bạn nam của em. Trời ơi á. Quen bạn trai của em luôn á. Nhưng mà bạn rất là thân với em á, tức là có cái gì em cũng sẽ kể cho nó nghe hết. Sốc nha. Nói chung là khi mà em với lại bạn trai em mà giận cái gì hay là có vấn đề gì á, lần nào nó cũng sẽ là người giải quyết hết. Hoặc là em gia đình em sao, gia đình bạn nam em sao là nó là người hiểu hết. Nhưng mà cho tới khi mà em nhận ra, trong lúc mà em đang bị sốc á, bị tâm lý gọi là rơi vào gọi là bị trầm cảm luôn á, nó quen bạn trai em. Đây là từ đó trở về sau, cho tới bây giờ em vẫn có tìm hiểu rất nhiều người. Nhưng mà cho tới khi tới một cái mối quan hệ sắp sửa vào cái mối quan hệ, em bị kiểu ám ảnh đó chị Hân. Ám ảnh. Ê, anh, không biết là lý do vì sao tới bây giờ mà mình vẫn ế. Dạ. Thật ra thì em cũng đúng là ế thiệt á. Ế thiệt luôn, là bận đi dạy quá. Lúc đó mình nghĩ chủ động quá, mình cứ nghĩ là duyên nó đến, nhưng mà duyên mình phải chủ động một xíu thì đôi lúc. Rồi sao, rồi bao nhiêu mối tình đã trải qua rồi đây? Dạ, em chỉ có một mối tình. Chỉ có một mối tình, cả hai đều chỉ có một mối tình thôi, tại sao bị nhỉ? Ở trong trường là mình cũng sẽ gặp các giáo viên nữ mà chưa có người yêu mà đúng không? Được, em nghĩ là sẽ có chứ không? Giáo viên nữ, có gia đình lớn tuổi. À, có gia đình lớn tuổi rồi. Rồi, vậy là hy vọng ngày hôm nay là mình sẽ có một mối tình thành công. Dạ. Mang về. Em hy vọng là vậy. Thanh sẽ hỏi về đánh giá sơ bộ của cả hai về nhau. Bạn nữ ơi, mình đánh giá bạn nam trên là thang điểm là mấy trên 10 đây? 8 trên 10. Wow, số điểm cao đó nha. Em thấy cao quá, em đánh giá em khoảng 6. Khoảng 6 thôi hả? Dạ. Sao mình tự tin về bản thân mình thế nhờ? Rồi bây giờ mình đánh giá cho bạn nữ là bao nhiêu trên 10 đây? Em thấy bạn nữ hát hay. Hát rất hay, trời ơi, ta hát phòng trà sống hay được rồi. Mình chắc bạn nữ nhạy cảm. Bạn nữ nhạy cảm. Em nghĩ là bạn nữ được 875. 875. Trời ơi, đúng là cái nết đi chấm điểm bài thi cho mấy em là được 875 kìa trời. Ở là trời. 99. Rồi, gần 9 còn được. Lại gần 9 còn được. 9 trên 10 đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ Thanh sẽ cho cả hai nhìn thấy mặt. Chỉnh trang cái tóc tai rồi ha. Ngồi thẳng lưng nha. Rồi, chuẩn bị nha. Cả hai sẽ nhìn thấy nhau. Chào nhau một cái đi ạ. À. Sẽ thích hả? Có bị cầm. Ồ. Bị cầm. Bị cầm á. Sao vô hả? Cầm. Rồi. Mình nhìn thấy nhận nhau rồi mình chào nha. Anh có quyển sách tặng em. Dạ. Nói chung là mang ý nghĩa về tinh thần nhiều hơn, đúng không? Dạ. Em tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có ban đầu là giọng hát, em tặng anh giọng hát. Tức là em cũng rất là thích đọc sách. Nó trùng hợp là sao mà anh tặng cho em cái sách, thì cảm ơn anh nhiều. Đó, lại thêm một cái để mình ghi điểm đó rồi nha. Mình ghi nhận ở đối phương. Có những cái gọi là tự nhiên nó trùng khớp đến khó tin. Rồi bây giờ xin hỏi về cảm nhận của anh như thế nào với bạn nữ? Thấy bạn nữ rất là dễ thương, có làn da đẹp này. Nó giống như cái trụ tượng của em về thầy giáo á chị. Là ảnh vô tưởng tượng của em luôn. Còn tặng cái quyển sách nữa là chuẩn thầy giáo luôn. Nhà em ở quận 8, ảnh ở Thủ Đức á anh, nó hơi xa. Nhưng mà cái tính em á thì nó thích đi chơi với bạn trai. Đi chơi này nọ, nhưng mà em lại thích đi ở quận 1. Tức là ảnh Thủ Đức, ảnh chạy quận 8, xong chạy quận 1 chơi. Quận 1 hình như cũng gần Thủ Đức. Quận nhất, nhưng mà ảnh phải chạy quận 8 trước em chứ. Nên mình nhớ quận 1 cái giọng đó là từ Thủ Đức qua quận 8, xong qua quận 1 chơi, xong chạy về quận 8. Em có tính là rất là xuyên đi. Em không ngại khoảng cách. Bây giờ là quá tốt rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ cho hai bạn chơi một trò chơi để coi hai người có hợp ý với nhau không ha. Cái mini game đó là như thế này. Bây giờ Thanh sẽ đặt ra một cái câu hỏi và hai người phải trả lời thật là nhanh. Cả hai cùng trả lời đúng một đáp án sẽ có thưởng, còn cả hai mà trả lời sai ý nhau thì cả hai cùng sẽ bị phạt. Rồi, ok chưa? Ok. Rồi, nhắn tin hay gọi điện? Gọi điện. Làm dâu hay ở riêng? Ở riêng. Cả hai đều có những cái suy nghĩ rất là cởi mở và biết nghĩ cho nhau, rất là chín chắn hả mọi người ha. Rồi bây giờ
Ở nhà mặt đất hay nhà chung cư? Mặt đất. Mặt đất. Rồi, đi ăn nam trả tiền hay nữ trả tiền? Nam. Nam trả tiền, vì sao nam trả tiền? Vì cái nói phương Đông là mình phải nhập gia tùy tục mà chị, cái nói phương Đông mà. Là mình sẽ trả hết luôn, từ A đến Z. Mọi vấn đề luôn. Em thoáng quá nên cần, nếu mà cần bạn nữ mà sẽ làm để với chị tiền là tốt, tốt cho em hơn. Ví dụ như là có bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ giữ, ok không? Thôi đưa 8,5 phần thôi. 8,5? Mình còn 1,5. 8,5 giữ 1,5, 1,5 đó mình làm gì? Mình xăng xe cà phê thôi. Xăng xe cà phê, quà cáp cho vợ đồ. Đúng rồi chị. Em sao? Đúng là cái tính của giáo viên ha. Cái gì cũng phải thầy, thầy toán con hát. Còn em là cả hai, nhưng mà không phải là ý cả hai luôn share đều với nhau. Mà là em vẫn thích là đôi khi mà đi ăn em vẫn thích mời lại anh. Em tính em thích như vậy, như lâu lâu mời ăn vui một bữa vậy. Giờ hỏi lại lần cuối nè, hai bạn chấm nhau được bao nhiêu điểm sau khi nói chuyện nhau nè anh? Em vẫn giữ quan điểm là 8/8, làm tròn đến 9. 9/10, sau khi nói chuyện với nhau nữa là dạ, mình tổng kết lại bao nhiêu điểm trên 10 ha. Còn bà, em thì cũng dạy. Cũng dạy luôn vẫn. Dạ. Em là 97, 97 hay là 98? Dạ em là sinh năm 97. Bố mẹ em lớn tuổi chưa? Tầm 50 mấy. Dạ đúng rồi. Rồi đối với anh, bố mẹ anh 5 năm nữa là khoảng 80 tuổi rồi. Nên anh nghĩ là từ 2024 tới 5 năm nữa nghĩ là mình phải có một cái gì đó. Rồi tuổi anh cũng lớn rồi đó, 32 tuổi rồi. Mà anh cái độ tuổi này thì suy nghĩ về một cái vấn đề, nó thẳng về sự nghiệp nó như thế nào. Mẹ em nói em tên Ngọc đúng không? Dạ em nhớ tên anh là gì không? Anh tên là Anh Đức. Anh tên Đức. Em là Bảo Ngọc hả? Dạ đúng rồi, em là Bảo Ngọc. Em thấy màu đen hả? Dạ. Nhưng mà cái áo này đâu phải màu đen đâu. Màu xanh rêu. Màu đen thì anh cũng không có quá là ghét, nhưng màu đen cũng được. Màu xanh rêu đẹp lắm. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với MC và chương trình. Không biết cả hai bạn đã nói chuyện với nhau tới đâu rồi ha? Em thấy nói chuyện với bạn cũng có nhiều điểm tương đồng đó. Rồi bây giờ em hỏi một điều. Đó là mình bây giờ hiện tại cũng 33 tuổi rồi. Vậy thì mình đã có đủ tiền cưới vợ chưa? Đủ tiền cưới vợ chưa? Chắc còn có chút ít chị. Còn về nhà cửa xe thì sao? Nhà cửa hả? Chắc em phải phấn đấu thêm. Phải phấn đấu thêm, cố gắng phấn đấu thêm. Ba hai tuổi chưa có, nhưng phải 5 năm nữa em đặt mục tiêu như thế. Không biết quê anh ở đâu? Em ở Bình Định. Bình Định hả? Thì nếu vậy sau này là anh dự định là ở đây luôn hay là về Bình Định ở? Chắc ở đây chị. Dạ ok. Mình nghe là mình cũng có thêm một số những cái mà thông tin thêm ha, để cho mình có thể một phần suy nghĩ đến cái quyết định của mình. Thu nhập hiện tại của anh có đủ để lo cho bạn gái luôn không? Dạ chắc cũng tạm được quý vị. Tại vì em biết là luôn thầy cô giáo thì nó sẽ không có được nhiều cho lắm, thì quan trọng là mình phải biết chi tiêu. Mình để dành. Em may là về toán. Toán gì thêm được. Nên là cái đó cũng là một phần để cho bạn nữ có thể quyết định. Nhưng mà bây giờ em mong muốn nếu mà có một bạn nữ nào biết giữ tiền giùm em là hay là mình đó là nói giờ mình không biết giữ tiền. Lúc mình có động lực để mình phấn đấu hơn. Là mình không biết giữ tiền. Mình không biết giữ tiền. Ở trời ơi là trời. Sao vậy, tiền mình mà cần một bạn nữ biết giữ tiền giùm mình. Tụi tôi nghe tụi tôi áp lực chứ bộ. Đúng không? Không. Anh không giữ được sao tôi giữ được? Nhiều khi cái người giữ tiền là cái người sĩ chết đó. Cái người giữ tiền rồi nó mới mệt đau đầu. Người đó mới cực á. Thu chi mà kêu ủa tại sao anh là thầy dạy toán mà không biết thu chi ta? Kỳ ta. Hả? Thoáng quá. Đó với cái tiêu chí ban đầu của anh cũng kêu là nam sẽ là người trả hết. Nên đôi khi thoáng quá. Dạ. Dạ, rồi. Bây giờ sau khi là cả hai cũng đã trò chuyện với nhau rồi, biết là khá là nhiều thông tin về nhau rồi, thì không biết bạn nữ mình còn điều gì khúc mắc nữa không? Không, hiện tại không. Rồi, bây giờ Thanh nghĩ là mình cũng sẽ có một cái test nho nhỏ để coi cả hai là mình có cái rung cảm gì đối với nhau hay không. Thì các bạn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng 20 giây. Và sau đó chúng ta sẽ đi đến phần quyết định. Dạ. Rồi, bây giờ cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau ha. Và Thanh nghĩ rằng là cả hai bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Bây giờ đã đến lúc các bạn phải đưa ra quyết định. Bây giờ Thanh sẽ đếm từ 3 xuống 1. Bây giờ các bạn sẽ chọn là có bấm nút hay không. Suy nghĩ kỹ nha. Rồi mình đưa tay ra đây. Mình nhắm mắt luôn. 3 2 1 Rồi, hết giờ. Rất tiếc bạn nữ không bấm nút. Cho Thanh hỏi lý do vì sao vậy ạ? Thì sự là nãy giờ mà nói chuyện với anh Đức á, Ngọc rất là thích tính của anh Đức. Mình nghĩ là anh Đức sẽ là một người anh gọi là share với Ngọc rất là nhiều thứ. Chẳng qua là về bản thân Ngọc thôi, nó vẫn là như vậy á. Cái này là chắc còn thời gian thêm thôi chứ không phải là gì đâu anh Đức. Em rất là thích nói chuyện với anh tặng sách và em thấy em thích rồi, em là người rất là mê đọc sách. Nhưng mà tại vì ở trong cái con người em nó chưa được chữa lành. Nên là nếu mà như vậy thì em xin phép là còn nhiều thêm thời gian hơn, đi cà phê với anh Đức giống như bạn bè chút đi. Mình đừng nghĩ là hẹn hò, em có thời gian để tiếp xúc với anh nhiều hơn. Cái gì nó cũng phải từ từ, đối với cái người gọi là hơi bị tổn thương tí xíu như em xíu hơn chứ không có gì hết.
thật ra Thanh cũng có thể hiểu, tại vì hồi nãy nghe mà bạn giới thiệu chia sẻ về cái câu chuyện của mình thì Thanh cũng một phần có thể thấy được là hiện tại bạn vẫn chưa có thể chữa lành được vết thương trong lòng của mình, cho nên rất là khó để mà mình có thể mở lòng ra một cách nhanh như vậy đối với một mối quan hệ mới. Thì Thanh nghĩ rằng là cũng khá là tiếc, nhưng mà dù sao đi chăng nữa cái quyết định của cả hai thì Thanh cũng luôn tôn trọng, mình nghĩ là anh Đức cũng như vậy đó. Thì Thanh nghĩ là sau cái chương trình này á, Ngọc cũng có thể nói chuyện với anh Đức nhiều hơn để mình là anh trai em gái, hoặc là những người bạn có thể tâm sự chia sẻ với nhau mọi thứ, rồi sau này những cái chuyện sau này nó có đến được hay không thì mình tính sau đó. Cho nên hôm nay hai bạn đưa ra quyết định như vậy rồi thì em cũng mong là anh Đức sau chương trình này sẽ có một bạn nữ nào đó cảm thấy anh hợp với lại cái gu của họ và sẽ tự tìm đến anh. Dạ. Em tin rằng là người tốt nhất là sẽ cảm ơn tìm chị được về chương trình rất là nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn. Video quá nha. Mất rồi. Quan điểm về bây giờ thí dụ mình lấy nhau về đó, quan điểm về con cái có thêm đứa nào không, là nói cho nhau nghe luôn đi, thích trai gái gì nói cho nhau nghe luôn đi. Bây giờ kinh tế về thì hai anh chị tính như thế nào nè? Anh có chuẩn bị gì cho việc kết hôn chưa? Lấy vợ thì anh có yêu cầu là vợ phải sinh con trai con gái cho mình không? Nói cho chị biết đi. Em thì ai cũng được hết rồi, nếu thẳng
Nếu như mà cô ấy muốn anh về Thành phố Hồ Chí Minh cùng lập nghiệp với cô ấy được không? Nếu mà bên bạn gái mà có công việc mà tốt hơn thì đó. Tức có thể về đây cũng được. Nói chung là đâu có kinh tế phát triển thì mình sống thôi. Em thì nãy em nói là em tặng cái gì? Em cũng có món quà tặng anh này. Cái này là anh mang về cho mình với lại gia đình. Còn cái này là ở chương trình con mời chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan với anh dùng thử. Em bánh con làm. Dạ. Mình mở ra mình ăn thử đồ ăn của bạn gái tặng như thế nào. Dạ đây ạ. Dạ con mời anh dùng thử. Dạ. Dùng đi lên. Cái đó thử là thôi. Đem về nhà cho ba dạ, mẹ. Dạ, dạ. Món này là dùng thử ở sân khấu. Dạ. Ăn đi lên, ăn tới tấp đi. Dạ đây ạ. Dạ con mời con Ngọc Lan. Rồi cảm ơn con. Dạ. Dạ con mời chị. Rồi có đồ ăn rồi tụi con tự xử nha. Ăn luôn hả chị? Rồi. Ăn luôn. Dạ. Mình ăn rồi mình còn nhận xét coi bạn gái mình làm sao. Ăn hết đi lên ơi. Trời ơi. Trong lúc này ăn uống nó quan trọng lắm. Quay từ sáng giờ ở đâu cho ăn. Gì đây? Cảm ơn em nha, ngon lắm. Dạ. Dạ để em để cho. Dạ. Đây nào. Làm ngon quá mọi người. Còn cho anh mấy hũ nữa coi. Dạ. Ngon quá. Ơi sao hay xinh quá. Gì chứ tôi hay xinh rồi lắm. Rồi hai đứa tự ngồi đối diện với nhau rồi tự nói chuyện đi. Hai đứa nói thì mạnh ai nấy ăn mà mình nói. Đừng nói gì tới tôi á. Ừ em nói trước đi anh nghe. Dạ. Ờ thì anh có mong muốn một người vợ như thế nào hay không? Anh có một cái chuẩn mực gì cho gia đình không anh? Dạ. Nếu mà vì gia đình người vợ chỉ cần hiểu chuyện là được rồi. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Dạ thì em cũng trình bày một xíu là ví dụ như người vợ hiểu chuyện thì theo quan điểm của em á là phụ thuộc vô người đàn ông đó chững chạc tới mức độ nào. Dạ. Thì người vợ sẽ hiểu chuyện ở mức độ như vậy. Dạ. Thì em thấy là anh có cái tính là lo xa. Thì không biết là anh đã có kế hoạch gì cho ba hoặc là tới 5 năm tới chưa ạ? Thôi đừng có liếm. Có kế hoạch là thí dụ là kế hoạch cho công việc, gia đình cũng như là những cái liên quan tới cuộc sống của mình đó anh. Thì cũng có suy nghĩ như là muốn giờ muốn lập gia đình rồi. Dạ. Có một cái người vợ bên mình để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Dạ. Rồi có con cái rồi để hạnh phúc như bao cái gia đình nhỏ khác thôi. Dạ. Dạ. Thì anh có hút thuốc hay là uống bia rượu gì không? Không biết miếng nào luôn. Không biết luôn. Không biết miếng nào hết luôn. Dạ. Thì hiện tại là anh có đang sống chung với ba mẹ của mình không? Đúng rồi, anh đang sống chung với ba mẹ. Dạ, vậy nếu như mình nữa kết hôn á, thì em muốn ra riêng thì anh có đồng ý không? Được. Dạ, nếu như mà mẹ anh không cho thì sao? Không, tại nhà anh là đất nông nghiệp còn rất là nhiều. Dạ. Khoảng một mẫu đất nông nghiệp. Cho dạ. Nên là có thể ra đó các nhà rồi ở gần cha mẹ. Dạ. Tại vì anh hiểu mà bây giờ nếu mà đặt cái trường hợp mà làm dâu hay là gì đó sẽ áp lực thiếu sự tự do ở trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình sẽ khó khăn đi để hạnh phúc xa hơn cho nên em cứ yên tâm điều đó. Dạ. Thì em thấy là anh cũng lớn hơn em khá là nhiều tuổi á, thì anh cứ nghĩ là như thế nào về một người vợ người yêu của mình á mà hơi diện một xíu không? Em ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ hay là diện cái gì đó nó hơi táo bạo á thì anh có cảm thấy khó chịu không? Anh thì anh luôn tôn trọng cái sự quyết định và cái quyền tự do sống của mỗi người phụ nữ ha, mà ai cũng vậy hết, cứ làm sao cũng được, họ là chính họ là ok. Dạ. Dạ. Dạ vậy thì anh có câu hỏi gì anh Ngọc?
Nếu mà tìm hiểu em khoảng, nghe là để đi đến, nếu mà thật sự có thể đi đến hôn nhân thì em mất khoảng bao nhiêu thời gian? Dạ thì hiện tại em cũng còn khá là trẻ. Nói chung là em nghĩ thời điểm nào thì kết hôn cũng được, chỉ cần mình cảm thấy nó thích hợp là được. Nhưng mà theo em thì em muốn là khoảng 1-2 năm nữa. Tại vì tình yêu mà muốn mình chắc chắn là mình lấy người đó cả đời mình không hối hận thì nó phải có thời gian mình tìm hiểu đủ nhiều về cái người đó. Dạ. Anh hiểu. Rồi quan điểm về con cái sao? Em thích bé trai hay bé gái? Nhưng mà dạ cái đó là chồng em thích cái nào thì em thích cái đó thôi, tại vì em là người sinh cho chồng em mà em không có ý kiến. Dễ vậy đó hả? Dạ thì anh cũng vậy, sao cũng được hết, miễn có một cái máy ấm gia đình bình thường như bao người khác là được rồi. Dạ nó nghe nè, lên nãy em nói đất lông nông nghiệp ở dưới nhiều lắm hả? Dạ đất ở nhà còn anh thích mà đất ở nhà của mình đó. Khoảng nhiêu? Dạ 9,5 công. Trời ơi. Không đất... ở trong sâu mà anh, đâu phải là sâu chứ giờ đất mắc lắm em. Cả hết luôn á hả? Dạ. Nhà em còn cả hết luôn á hả? Dạ. Nhưng mà đó là chủ yếu em làm, ba mẹ thì cũng ít có làm lắm. Vì giờ mình làm nông mà nó dễ. Trồng rau nuôi cá thì cũng dạ, được đúng không? Trồng rau nuôi cá. Trời đất hết bên lức gần lắm em. Dạ. Sát bên này nè. Dạ. Chứ đâu có xa đâu, sát giáp ranh Sài Gòn luôn á. Dạ. Mà 1 hectare là em hiểu nhiều lắm rồi đó. Dạ. Nói chung là cũng có điều kiện đúng không? Dạ. Về dưới làm chủ trang trại, trời ơi cũng ngon lắm á. Dạ. Rồi bây giờ là mỗi 1 tháng như vậy em đi làm suốt rồi, em có thời gian dành cho gia đình không? Dạ có. Có đúng không? Em chủ động được thời gian. Đúng rồi, vậy là được. Rồi, dạ. Thôi được rồi. Bây giờ nào, bước tới chút xíu. Dạ. Bánh làm ngon quá. Dạ. Nãy tôi ăn cắp hết thêm hũ nữa đó. Dạ. Tôi ăn không lẽ tôi ăn hết cái hộp đó luôn, kỳ quá. Làm bánh ngon lắm, đã lắm. Đứa này giỏi, này cũng giỏi, hai đứa kết hợp nhau là được đó. Bây giờ nắm tay nhìn bạn gái coi, bây giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái làm sao? Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, cái tiêu chuẩn của em nó đơn giản, nhưng mà bạn gái thật sự đẹp, dễ thương, rồi cũng có tài năng. Đúng. Dạ. Nhưng mà hơi cọc đó, quạo đó. Dạ. Nóng giận đó, rồi sao? Dạ, đó em nhịn được, em nhịn giỏi lắm. Nhịn được đúng không? Dạ. Rồi, mình thấy bạn trai làm sao? Dạ, em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ, biết lo. Nói chung là có khả năng đảm bảo về tương lai cho một mái ấm. Đúng dạ. Rồi, ổn định đó. Dạ. Có thuộc bài hát nào hát tặng bạn gái không? Em không thuộc bài hát nào. Có thuộc nào không? Dạ con không có kịp chuẩn bị á, có gì con sẽ hát cho anh nghe sao cũng được. Rồi thôi được rồi. Dạ. Bây giờ nắm tay bạn gái thấy nó ấm áp thôi. Dạ ấm áp. Chưa bao giờ có người yêu luôn á nha. Dạ. Người này có lên rồi chứ không có xuống. Thành ra yên tâm làm giàu. Dạ. À. Thật ra là mà ông thì cũng có uống được chút chút, nhưng mà chúng ta phải là biết làm chủ bản thân. À, cũng đừng có làm quá là được rồi. Chứ không ai mà cấm đàn ông nhậu đâu ha. Rồi bây giờ em muốn một người vợ tương lai thế nào nè, em nói cho anh biết coi. Chào nhà trai. Bình. Đừng có hiền quá hả? Cô kia là quản lý đó. Nói chung phải bù đắp lại được đúng không? Em gái quản lý bao nhiêu người em? À, rồi. Đừng xăm lộ lộ đúng không? Để xăm trên cổ tay gì được không? Xinh xinh dễ thương đúng không? Rồi còn có điểm gì mà anh không thích ở phụ nữ không? Anh
đua đòi đó ha, là đua đòi vậy đúng không? Rồi. Anh có một cái hình dung gì về một cái hình mẫu không? Cái hình mẫu lý tưởng của mình là gì? Mặt tròn là được ha. Tròn gỡ dày được không? Tròn do được không? Này tròn do không á. Rồi những cái gì mà anh đưa ra một cô gái sống trong một gia đình bốn thế hệ thì những cái điều đó Lan nghĩ là cô yên tâm sẽ làm được. Đúng và rồi. Cô đã làm được rồi. Em yên tâm, thấy sống trong nhà bốn thế hệ là thường là mệt lắm á. Đúng rồi. Phải đối nhân xử thế thế nào để làm vừa lòng mọi người. À, chào em gái. Bạn lĩnh đó. Thật ra cô gái này xinh dễ thương đó. Em ơi, bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi ha. Mình mong có một người chồng như thế nào? Cái gì là em mong người chồng đó là yêu thương em. Cái cảm xúc em cũ nó qua rồi, em cần có người chia sẻ cảm xúc mà chia sẻ với mẹ con trong những cái lúc nào. Chứ không phải là khi mẹ con thì nó là một phải ăn được cái gì cảm giác với chị không được cái gì xin con có cái gì là không mang cảm xúc mà chỉ lúc mình chỉ là không thôi rồi mà không mang cảm xúc gì đó. Cái thật ra khi thương nhau thì người ta phải hiểu cảm xúc của nhau, cảm nhận được cảm xúc của nhau, chia sẻ những cảm xúc của nhau. Người kia đau thì mình cũng đau, người kia buồn mình cũng buồn đó, như vậy là mới là tình yêu ha. Rồi anh cũng không biết hai người thế nào, bây giờ mình hỏi người thân coi họ có hợp với nhau hay không nha. Rồi em đi với anh. Chị ruột á hả? À rồi chào chị. Mơ mơ chị cầm đi luôn. Rồi chị cứ nói đi ạ. Chị hiểu quá tại chị ít nói quá, chị cũng nhút nhát à, em cũng nhút nhát luôn á. Nhưng mà chị thấy là... chị thấy nhà gái như thế nào ạ? Dạ. 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 Trời quá trời quá đất hiền luôn á. Hiền quá trời luôn. Cảm ơn chị. Thôi. Mở ra ha. Mở ra. Đó, nhìn vô của em đó, bắt đầu đi. Đứng ra đây.
trời hoa, hoa hồng. Rồi hai người nói đối diện nói chuyện với nhau đi. Thank you.